Real Madrid bước vào trận bán kết giải vô địch thế giới các câu lạc bộ FIFA Club World Cup 2023 một cách thất vọng khi để thua Mallorca 0-1 tại vòng 20 La Liga. Đó là trận đấu mà kênh kênh trắng lép vế hoàn toàn so với đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Trận thua cũng khiến Real Madrid bị Barcelona bỏ cách tới 8 điểm trong cuộc đua vô địch Tây Ban Nha mùa này. Dù vậy, với tư cách nhà vô địch Champions League, FIFA Club World Cup chính là giải đấu mà thầy trò luyện viên Ancelotti hy vọng sẽ giành thêm một danh hiệu vô địch nữa để nâng tổng số lần đăng quang tại sân chơi này lên con số 5, một kỷ lục với bất cứ câu lạc bộ bóng đá nào trên thế giới. Trong khi đó, ở mùa giải thứ 8 tham dự FIFA Club World Cup, đại diện của châu Phi Andali nỗ lực để vượt qua vòng được bán kết, dù đối thủ của họ là nhà vô địch Champions League hùng mạnh sau hai lần thất bại trước Bayern Munich và Palmeiras ở các giải trước. Để có mặt ở bán kết, đội bóng đến từ Ai Cập đã phải rất vất vả mới đánh bại được đội bóng đến từ khu vực Bắc Trung Mỹ là Chuyeter với tỷ số 1-0. Thi đấu ở Maroc có thể mang lại lợi thế nhỏ cho Anali vì họ đã quen với điều kiện thời tiết hơn so với đối thủ. Và rõ ràng, cơ hội với câu lạc bộ châu Phi này là không hề nhỏ khi Real Madrid đang gặp vấn đề về phong độ sa sút cùng hàng loạt chấn thương khiến nhiều ngôi sao trụ cột phải vắng mặt như thủ thành Couto, trung vệ Militao và đặc biệt là ngôi sao trên hàng công Benzema. Ở trận này, Anali không gặp bất cứ vấn đề nào về lực lượng khi các cầu thủ đang đạt được trạng thái thi đấu hưng phấn rất cao với chuỗi hai trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, tuy nhiên ngay cả khi có được lực lượng mạnh nhất, đội bóng hai cặp vẫn ở khoảng cách khá xa về trình độ và năng lực so với nhà vô địch châu Âu. Cơn bão chấn thương vẫn chưa dừng lại ở Real Madrid khi đội bóng áo trắng vừa phải nhận những tin xấu từ Couto, Benzema, Mendy và Militao, những cầu thủ quan trọng nhất ở mọi tuyến của giải thiên hà. Nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất về huấn luyện viên Ancelotti chính là phong độ và sự thiếu tự tin của các cầu thủ trước khi bước vào trận đấu này. Hai đội chưa từng gặp nhau một lần nào trong quá khứ và đây sẽ là lần đầu tiên cả hai đối mặt với nhau ở một trận đấu chính thức. Xét về phong độ hiện tại, Sài Thiên Hà có 3 trận thắng, một trận hòa và để thua một trong 5 trận gần nhất. Trong khi đó, Anali toàn thắng cả 5 trận gần đây. Real Madrid đang gặp trục trặc về vấn đề tâm lý và nhân sự vì chấn thương, nhưng đội bóng Hoàng gia vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ về đẳng cấp và chất lượng cầu thủ. Thầy trò huấn luyện viên Ancelotti cũng có nhiều kinh nghiệm hơn ở giải đấu này, nên các chuyên gia đưa ra tỷ lệ chấp lên tới 1 1/2. Tuy nhiên, đây là một tỷ lệ chấp khá sâu và rất khó để Real Madrid vượt qua được tỷ lệ này dù có thể chiến thắng. Về tổng tỷ số bàn thắng trong 90 phút Rõ ràng, việc thiếu vắng Benzema càng khiến cho mọi thứ khó khăn hơn với giải Thiên Hà. Và 4 trong 5 trận gần nhất, đội bóng Hoàng gia đều kết thúc với từ hai bàn thắng trở xuống. Mặt khác, đây là trận đấu cúp nên chắc chắn Anali cũng sẽ chơi phòng ngự chặt chẽ nên nhiều khả năng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số xỉu. Dự đoán của thể thao văn hóa, Anali Real Madrid 0-1.